Vô sanh niết bàn là khổ thơ của ngài hòa thượng Nhất Giới. Con xin kệ: Yo cha wa sa sa tăng chi quê a ba sang tham ma mốt ta măng e ca hăng chi quỷ tăng say yo ba sa tô tham ma mốt ta măng yo cha wa sa sa tăng chi quê a ba sang tham ma mốt ta măng e ca hăng chi quỷ tăng say yo Asato tamma mutamang Yo jawa sasa tang chi we Apasang tamma mutamang Ekahang chi witang say yo Asato tamma mutamang Dạ, xin mời cô Tăng Đạo tiếp theo ạ. Dạ con cảm ơn sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Cầu Minh Hạnh Đại Đức Đại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Rí, cô tu nữ Tỳ Diên. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kệ câu kinh Pháp Cú số 115 ạ. Dồi cha qua xa xà tăng chi quê áp ba sanh thâm mà một ta mang e ca hăng chi vì tăng say vô ba sa tô thâm mà một ta mang dù cha qua xa xà tăng chi quê áp ba sanh thâm mà một ta mang e ca hăng chi vì tăng say vô ba sa tô thâm mà một ta mang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dồ cha qua xa xà tăng chi quê áp ba sanh thâm mà một ta mang e ca hăng chi vì tăng say vô ba sa tô thâm mà một ta mang. 100 năm sống khó ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành, một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm ơn huynh Quách Thana đã bớt bài ạ. Và xin gửi mic lại cho chị Quang Thanh ạ. Sa thú cô Trần Đạo. Là con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ quý bà của cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Tham Ma Chá Rí. Và con kính chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài câu Pháp Cú 115. Rồ cha quát sa sa tăng trì huệ a ba sằng thầm ma mút ta măng ê ca hằng chi quy tăng chay yô bát tô thầm ma mút ta măng yô cha quát sa sa tăng chi quê a bát sằng thầm ma mút ta măng ê kê hằng chi quy tăng chay yô bát sa tô thầm ma mút ta măng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Đấy của bạn dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Rồ cha qua xa xa con xin phạm vũ. Rồ cha qua xa xa tăng chi quê a bát thăm mà muốn ta mong e ca quang hăng chi quỷ tăng say yo bát sa tô thăm mà muốn ta mong rô cha qua xa xa tăng chi quê a bát sang thăm mà muốn ta mong e căng chi quy tăng thầy vô
Bán xa tô thăm mà muốn ta mang. Trăm năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Đấy của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và kệ xong, con xin kính mời vị kế tiếp. Con cảm ơn chú Quát Thà Ná đã bắt bài. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Câu pháp cú số 115. Yo cha wat sa sa tan chi we a pa san tham tham ma mun ta man e ka hang chi wi tan say yo pa sa to tham ma mun ta man. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo cha wan sa sa tan chi we a phan san tham ma mun ta man e ka han chi vi tan say yo phan sa tu tham ma mun ta man. Yo cha wan sa sa tan chi we a phan san tham ma mun ta man e ka han chi vi tan say yo phan sa tu tham ma mun ta man. Trăm năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con chính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ sa thú kính cảm ơn Chittina. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 115. Vô chá quát xá xá tăng chi quê a pát sang tham măng tham ma nu mút ta măng e ca hằng chi vi tăng say yo bát sa tô tham ma mút ta măng yo cha quá xá sa tăng chi quê a bát sam tham ma mút ta măng a kê hằng chi quý tăng say yo bát sa tô tham má mút ta măng yo cha quá xá xá tăng chi quê a bát sam tham má mút ta măng a kê hằng chi quý tăng say yo bát sa tô tham má mút ta măng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trăm năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và công dân đã ôn bài xong và mến mời bàn tay của huynh Quách Thá Ná. Sa thú lành thầy xích cẩm vân. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ cho đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 115. Cảm ơn sĩ trần đạo cho biết nghe rõ. Yo cha vát sa sa tăng chi vê Apasang thamamutamang ekahang chivitang sayo pasato thamamutamang yoja vasa satang chive apasang thamamutamang ekahang chivitang sayo
Passato dhamma mutta mang yo cha vasa satang chive apasang dhamma mutta mang ekahang jivitang sayo passato dhamma mutta mang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Bản dịch của Ngài Minh Châu: 100 năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. 1 ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Nam Mô Bụt Tha Gia Con Xin Xuống Bích. À, kính mời cô tu nữ Thamma Chari và Sít Nhật Huỳnh nha. Không biết cô tu nữ Thamma Chari có kể được không ạ? Kính mời cô. Sa thú kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Nhà nhục bình chờ không thấy bàn tay của cô tu nữ Thăm Má Cha Ri. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ để được tịnh đạt cung chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhục bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục bình kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, nãy giờ nét con nó không có ổn định nên con rất bích liên tục, không biết còn vị nào chưa ôn bài thì nhục bình kính mời bàn tay. Dạ. Dạ, bây giờ phải dùng net của phone nên nó mới ổn định, chứ không thì nó cứ té hoài. Dạ, không có vị nào thì con xin được ôn bài. Vinh Quá Thanh Á ơi, cho Nhật Vinh bài học. Dạ, cảm ơn Vinh. Dù cha qua xa xa tăng chị quê a ba sam sam măng amuta măng e ca hăng chi vi tăng sậy dơ ba sạp tơ tham amuta măng. Dạ, cảm ơn Sức Trần Đạo. Chờ cha qua sa sa tăng chị quê a ba sam tham mặt muột ta măng e ca hăng chi vi tăng say dơ ba sa tơ tham mặt muột ta măng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Giờ cha qua xa xa tăng chi quê a ba sam a ba sam thâm mà muốn ta mang ê ca hăng chi vì tăng say dơ ba sa tơ thâm mà muốn ta mang. Giờ cha qua xa xa tăng chi quê a ba sam mang a ba sam tham ma mua ta măng e ca hăng chi vì tăng say dơ ba sa tu tham ma mua ta măng. 100 năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. 1 ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Và đây là phẩm phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhược bình kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức đã tiên phong, đã cùng chúng con ôn bài pháp của kinh số 115. Và cảm ơn Châu Phan. Nhược bình kính cảm ơn Huynh Quách Tha Ná, Xích Thi Na, Xích Trần Đạo. Dạ, dạ, Văn Thanh nữa phải không? Dạ, cô tu nữ Tài Duyên. Và còn vị nào nữa, tại vì Nhật Quỳnh rất nét nên Nhật Quỳnh không có rõ hết. Còn vị nào nữa, Nhật Quỳnh xin cảm ơn quý vị đã hoan hỷ ôn bài. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới câu phúc của kinh số 116. Dạ, sa thú Huynh Quá Thanh Á cho bài học.
Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt thuyết giảng từ vựng câu Pháp của Kinh số 116. Dạ, cảm ơn quan tâm. Dạ, con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt cho con biết được tín hiệu đã, sư đã sẵn sàng. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bú Tha Sa Nam Mô Ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo đây đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận ngư, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, tỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng câu pháp của kinh số 116. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai Dạ, Sa Thú Lầm Thai. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn nếu cho biết tính được tín hiệu âm thanh tốt ạ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì hôm nay ngày thứ hai là ngày thuyết giảng của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Tịnh Đạt thì sẽ phụ trách cái phần giảng sơ lược về ngữ vựng của câu kệ Ngộ Pháp Cú. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học đến câu kệ Ngôn Pháp Cú số 116, câu đầu tiên của phẩm Pa Pa Quát Gát, phẩm ác. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantang Abhivadeyami Sakato Bhagavata Tammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Sathu. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì để thông báo cho cái câu hỏi ngày hôm qua mà cô Nhật Quỳnh đã nêu lên, đó là trong 3 tháng, sau 3 tháng ăn cư mùa mưa thì đến tháng Katina, room diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta có sinh hoạt giống như là có nghỉ sinh hoạt giống như là những năm trước hay không. Thì để trả lời cho câu hỏi này, để một lát cuối giờ chúng ta lại quên. Tình Đạt có thống nhất ý kiến với lại Thượng Tọa Tuệ Quyền thì chúng ta sẽ sinh hoạt, tạm ngưng sinh hoạt trong một tháng dân y Katina cũng giống như là mọi khi. Và quý vị
Quan Hỷ lưu ý cho cái việc này. Thì hôm nay là ngày 13 âm lịch. Dạ. Chúng ta còn ngày 14 và ngày 15 thì chúng ta sẽ kết thúc tạm ngưng cho cái những cái buổi giảng và sẽ bắt đầu lại sau khi kết thúc cái tháng Kathina. Dạ quý vị Quan Hỷ ghi nhận cho cái việc này. Dạ sa thú. Quay lại vấn đề thì chúng ta sẽ quay lại bài học, thì chúng ta sẽ học bài học ngày hôm nay, câu pháp cú 116. Câu kệ ngôn pháp cú số 116 có nội dung như sau. Abhithare tha kanyane baba cittang vi niwaraye danhan hi karoto bunyang baba saming ramati mano. Abhithare tha kanyane baba cittang vi niwaraye dan than hi karoto punyan baba saming ramati mano. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Bản Việt ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Và sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này trước khi chúng ta lắng nghe phần giảng dạy của Thượng tọa Tuy Nguyên về duyên sự cũng như là ý nghĩa qua câu kệ ngôn pháp cú này. Abhithareta kalayane papa cittang niwaraye dan than hi karoto punyang papa saming ramati mano. Câu đầu tiên là Abhithareta kalayane, nên mau mắn trong việc thiện, nên ngăn chặn tâm khỏi điều ác, bởi vì người đang làm việc phước một cách chậm chạp thì có tâm thích thú trong việc ác. Đó là bản Việt ngữ văn xuôi của ngài Indachana Chánh Thân. Abhithareta kalayane. Abhithareta có nghĩa là gấp, gấp gáp, nhanh, làm cho nhanh, làm cho gấp. Dạ, yeah, làm cho nhanh, làm cho gấp. Tại vì nó có dính lại cái căn động từ tharati, đó là làm một cách nhanh chóng, cộng với lại cái tiếp đầu ngữ api, đó là chỉ nhấn mạnh là nhanh, mà phải lên này tức thì, tức thời, làm liền, không có chờ đợi. Kalayane. Kalayane đó là thiện lành. Thiện lành, kalayane, việc thiện, việc lành, kalayana. Câu thứ hai, papa cittang niwaraye. Papa cittang niwaraye. Papa có nghĩa là điều ác, việc ác. Papa, papa thì chúng ta đang học cái phẩm này là phẩm papa quốc cá, là phẩm ác, thì nó xuất phát từ cái từ papa. Chúng ta đang học ở đây là việc ác. Cittang là tâm. Cittang, tâm thức. Niwaraye. Niwaraye ở đây đó là cái từ niwaraye, là làm cho ngăn chặn, ngăn chặn cho thoát khỏi nha. Ngăn chặn cho thoát khỏi, ngăn chặn cho thoát khỏi. Thì chúng ta có cái từ là
ní là ta thoát khỏi. Còn cái từ căn động từ sanvarati hoặc varati đó là chữ ngăn chặn, ngăn che. Chúng ta có cái từ nivaraye là ngăn chặn mà làm cho thoát khỏi. Ở đây thì đã làm cho cái gì thoát khỏi? Làm cho papachittang. Papachittang là làm cho tâm ác nó thoát khỏi. Tâm với cái điều ác. Rồi chúng ta đi vào câu thứ 3. Dan thân có nghĩa là chậm chạp trì trệ hay là do lưỡng lự á. Dạ. Hí là bởi vì hí. Ở đây thì cái từ này tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta có thể cho cái nghĩa. Ở đây thì có nghĩa là bởi vì, có chỗ thì là thật vậy. Karoto là đang làm, và ở đây đó là cái ám chỉ cho là một cái chủ từ ẩn, đó là người đang làm. Bun nhân là phước thiện hay là việc lành, việc thiện hay việc lành. Dan thân hi karoto bun nhân. Câu thứ tư, câu cuối cùng. Ba pasamin ramati mano. Ba pasamin thì chúng ta vừa học đó là việc ác được chia theo định sở cách, cho nên chúng ta có cái từ asamin. Ramati là cái sự thỏa thích. Mano là tâm hay là ý. Papasmin. Một chút xíu về cái cách đọc thì cái từ papasmin thì có chỗ thì chúng ta đọc là papasmin. Thường ở bên Việt Nam thì chúng ta papasmin. Có chỗ thì như là bên Thái Lan thì đọc cái chữ S nó rất là rõ, đó là papasmin. Thì quý vị có thể vị nào có thể đọc được cái âm gió tốt á, thì chúng ta đọc ba basmin cũng được. Còn chúng ta đọc không có rành á, thì chúng ta đọc rõ ra cũng không sao. Ba basmin. Và đó là sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 116. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 116. Apitareta kalayane papachittang niwaraye danthanhi karoto punyang papasamin ramati mano. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Mau làm các việc lành, mau ngăn ác phát sanh tâm người. Tâm người vốn thật dễ vui, nếu chậm thiện nghiệp, ác trồi ló ra. Nam mô Bụt Thà Giá. Và chúng con xin đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền đã quan lâm vào diễn đàn Pháp Cú Kinh. Và kính bạch Thượng Tọa, trước khi thỉnh Thượng Tọa bắt đầu cho cái buổi giảng ngày hôm nay, con cũng xin được thông báo lại về cái việc sinh hoạt của diễn đàn Pháp Cú Kinh trong một tháng dân y sắp tới. Kính bạch Thượng Tọa, kính bạch Chư Tăng và toàn thể quý vị, thì theo cái sự sinh hoạt sắp xếp tháng dân y năm 2021, chúng ta sẽ tạm ngưng sinh hoạt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh và sinh hoạt của diễn đàn Pháp Cú Kinh sẽ trở lại sau khi kết thúc mùa
dân y Katina, đó là cái sự thông báo cho cái sắp xếp trong thời gian tới. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Bây giờ chúng con xin thay mặt diễn đàn Pháp Cú Kinh cung tỉnh Thượng Tòa Tệ Quyền giảng giải ý nghĩa cũng như là duyên sự của câu kệ ngôn Pháp Cú số 116 cho chúng con. Nam Mô Bụt Thầy, chúng con xin cung tỉnh Thượng Tòa. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Khai, dạ đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Phật tử Quá Thanh Ái cùng đại chúng. Chúng con thành kính đến lễ Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ, đức Tề Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện rung rung thông gia đối với tôn nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin trước khi vào thời giảng thì sư Tịnh Đạt cũng đã bàn thảo với chúng tôi, thì thôi coi như là biết rằng mùa dân y năm nay thì nó không có phải nhiều như những lần dân y trước, nhưng đều thôi cứ theo cái lệ thì thôi cứ làm như vậy đi. Thì biết rằng là năm nay thì chỉ tinh thần là dân y mang tính nội bộ, thì đa phần là hồi các cái thí chủ hết, cho nên ở chùa chỉ sắp xếp trong một cái căn bản thì để làm ở trong một tinh thần nội bộ của Phật tử ở gần chùa, và cũng như chưa tăng trong chùa, và thỉnh một ít tới để cho đủ tăng để làm tăng sự, là như thế thôi, chứ nó không phải là như những mùa dân y trước, bởi vì tình hình dịch bệnh và chính phủ cũng không có cho tập trung đông người. Dạ, thì báo cho quý vị hiểu như vậy. Thì trên cái lịch trình thì các chùa như thế thì ai cũng có thể góp hùng được với ít nhiều cái điều kiện xa gần của chính mình nhân cái mùa lễ hội Ca Thí Ná này. Thì làm cái gì làm thì các sư cũng giữ cái truyền thống để kế thừa cái tinh thần Ca Thí Ná, cái quả báo của chư tăng và những người hùng góp ít nhiều, và cũng đều đồng nhau phước báo, xin báo trình cho toàn thể cái sự tình là như vậy. Và chúng tôi xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang samma sambuddho phakkawa putthang phakkawantang apivadeyami svakkhato phakkavata dhammo dhammang namassami suppatipanno phakkavato savakasangho sangkhang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hằng giáo hộ đến chư tôn đức tăng, quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học cái câu pháp cú số 116 với tích truyện là Bà La Môn Một Áo Chu Lê Ca Sa Tát Cát Brahmana Quát Thú. Hãy gấp rút làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành ý ưa thích việc ác. Đây là câu chuyện khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá đề cập đến về một người, một Bà La Môn có một áo mà gọi là tiểu y, tiểu trung y. Thì vào thời kỳ giáo pháp của Đức Phật gọi là Vipassi, tức là Tỳ Bá Thi đó, thì có một vị Bà La Môn tên là Đại Nhất Trung Y Maha Saketa. Còn bây giờ thì ông này, sau đó ông ta tái sanh lại, thì bây giờ vào cái thời Phật của chúng ta ở Xá Vệ. Chuyện kể rằng ông ta chỉ có một, ông ta và cùng bà vợ chỉ có một cái y thôi, một cái hạ cũng, tức là một cái váy, cái chăn để vận theo cái lối của người Ấn Độ, mặc là để coi như là vừa mặc áo xem như là mặc quần. Và vợ ông cũng chỉ có một cái y hạ mà thôi, cho nên cả hai đều xài chung một cái để đắp lên mình khi ra khỏi nhà. Thì một hôm khi cái loa được kêu đi khắp chùa, khắp nơi để kêu gọi vào chùa để tính pháp, ông Bà La Môn mới bảo với vợ và rằng: này bà, có cái tôi được nghe có cái phóng thanh cho rằng hãy đi để nghe pháp, vì vậy là bà đi nghe pháp ban ngày hay là ban đêm, vì chỉ có một cái y choàng nên chúng ta không thể cả hai cùng đi cùng một lượt,
tức là cả hai người đều có một thôi. Và khi người này đi á, thì người kia phải ở nhà. Bà La Môn đáp, thôi tôi sẽ đi ban ngày. Rồi nói, tôi sẽ đi ban ngày. À, không à. Rồi bà khoác y lên mình và ra đi. Thì bà La Môn ở nhà cả ngày. Tôi đến thì ông ta mới đi ra. Thì bà vợ thì đi ra ban ngày. Và ông ta thì tối đến ông ta mới đi ra. Ông ta đi đến trước mặt Đức Phật mới ngồi nghe pháp. Khi ông ta hoan hỷ với cái phỉ lạc và cái hào quang của Đức Phật, và chính ông ta phỉ lạc cũng phát sanh khi nghe được pháp khởi lên trong tâm của ông ta. Ông ta có ý muốn cúng dường Đức Phật nhưng nghĩ rằng mình không có cái gì cả, tài sản mình không có cái gì trơn. Bây giờ chỉ có y này thôi, chỉ còn một cái lá này, một cái này để che thân thôi, thì sao đây? Sau khi khởi lên như vậy, cái tâm của ông ta nghĩ lên, bây giờ đắn đo, ta không có, vợ chồng ta không có cái y tròn nữa, thì thôi bây giờ, nếu mà ta cho hết vậy thì tính sao đây? Thì tâm ông ta khởi lên cái sự chần chừ, cái tâm nó thụt lùi. Mà ông ta biết rằng bây giờ đó mình không có, nhưng quả thật thì cái tâm mình cũng đã bỏng sẻn khởi lên nè. Nên ông ta suy nghĩ. Rồi ông ta im lặng. Sau đó ông ta về, ông ta suy nghĩ suốt một đêm canh đầu. Ta sẽ dâng, ta sẽ cúng. Ông ta cứ phân vân hay ý tưởng như thế. Đến canh giữa, và ông ta chiến đấu với chính mình và tiếp diệt đến cuối cùng, thì canh cuối, canh thứ ba tốt đó, thì ông ta quyết định phải cúng dường một lá y thôi. Ông ta suy nghĩ rằng tính tâm của ta do hạ tiện nên ta đã đấu tranh suốt cả cái thời gian như vậy, bây giờ tâm ta chỉ phải dứt bỏ cái bọn sẻn thôi. Và ta hứa với trong lòng, bây giờ không thể nào bỏ sẻn, dầu cho đầu ta có rơi xuống đất, ta cũng sẽ dâng cái lá y, chứ ta không có thể nào mà bỏ qua được. Chứ cái lá y, cái lá của y cũng ta đang mặc. Kính thưa quý vị, khi đã xóa được cái tâm mà bỏ sẻn, mà nó chất chứa từ lâu ở trong tâm của chúng sinh rồi, ông Bà La Môn này ông đem cái lá y tròn đặt trước chân Đức Phật và hô to ba lần. Tôi đã đại thắng, tôi đã đại thắng, tôi đã đại thắng. Thì Đức Vua Ba Tư Nạc đang thính pháp, nghe tiếng ông ta hô như vậy bèn hỏi, nàng Bà La Môn, ông nói ông thắng ai vậy? Các quan hậu vệ cũng thi giá đến hỏi Bà La Môn. Thì ông ta mới đem hết tâm sự của mình, mới kể lại, mới bày tỏ cho các quan biết. Và các quan mới trình đến Đức Vua nghe như vậy. Đức Vua mới tự nghĩ ông Bà La Môn này làm cái gì? Làm cái chó làm. Trẫm sẽ tiếp độ ông ta. Đức Vua sai quân hầu tặng đem tặng ông ta một cặp y choàng. Ông Bà La Môn đem dâng y, đem đó dâng đến Đức Phật luôn. Thế vậy Đức Vua sai quân tiếp tục đem tặng ông ta cái tấm vải nữa, một tấm vải choàng nữa, ông ta cũng dâng đến Đức Phật. Rồi Đức Vua tăng gấp đôi lên, ông ta cũng đem 8 cặp y, rồi đến 16 cặp y nữa. Vua ban, ông ta cũng đem cúng Phật hết. Cứ mỗi lần được, ông ta không giữ mà xả ra, rồi được nhiều hơn. Như vậy, ông ta e sợ người ta bảo rằng mình, ta bỏ con tép bắt con tôm, thôi ta giữ lại một hai cặp y. Ta còn gặp vợ ta, cho ta một cặp và vợ ta một cặp, rồi Bà La Môn lãnh 2 cặp. Còn lại 3 cái lá y, ông ta đem dâng Thế Tôn. 3 cái cặp y ông ta đem đến Nhân Thế Tôn. Mà đời xưa đó, ông ta được 64 cặp y mà chỉ nhận 2 cặp. Đời này y nó đẹp như vậy, chỉ có nếu mà được 2 cặp á, thì chỉ nhận có 2 cặp á. Thì ở đây cũng là một điều rất là khó. Con này số ít hơn, nhưng ông ta vẫn chấp nhận. Đức Vua bèn ra lệnh sai quan hầu, các khanh hãy làm việc, hãy thấy cái việc làm của ông này thật là khó làm. Các khanh và khi trở về hoàng cung,
cho mang hai lá y cẩm, cẩm y tức là áo gấm á, của trẫm đến đây. Các quan làm theo lệnh của vua, và khi đức vua sai, ban tặng cho ông Bà La Môn hai tấm luôn, cả giá trị cả 100.000 đồng vàng. Thì ông Bà La Môn này, ông tự nghĩ những cái lá y này không thích ý với, không có thích hợp với ta, mà nó chưa thích hợp với giáo pháp của Đức Phật. Ông ta đem một tấm lá y gắm vào bên trong hương thất của Phật, trải lên giường nằm của Đức Phật. Còn một lá ông ta đem về treo lên chỗ của Chư Tăng thường xuyên, đến cái chỗ mà cái trai đường của Chư Tăng thọ thực á. Thì chiều hôm ấy á, Đức Phật đến viếng Đức Bổn Sư, nhìn thấy cái lá cẩm y của mình, bèn hỏi bạch ngài, ai dâng cái này vậy? Đó chính là ông mà một áo đó. Nghe vậy Đức Vua rất là hoan hỷ với cái tấm lòng thành kính và dứt bỏ cái lòng bổn sẻn, bèn ra lệnh ban cho ông ta 4 con voi, 4 con ngựa, 4.000 đồng vàng, 4 phụ nữ, 4 tỳ nữ, 4 tớ trai, 4 tớ gái, và cả 100 thứ, thứ gì cũng 4 hết thảy, các thầy tỳ kheo. Thấy vấn đề này trong giảng đường, ôi thật là kỳ lạ. Việc làm của cái người một y đó, tiểu y đó, trong giây lát như vậy mà kết quả được ân tứ đủ thứ, thứ gì cũng có 4. Rõ ràng là do thiện nghiệp gieo trồng vào phước điền mà quả gì thục trổ ngay hôm nay như vậy. Đức Phật ngài biết như vậy, ngài mới hỏi rằng, ngài mới đi đến và hỏi các thầy tỳ kheo thì bạch Thế Tôn, chúng con đang bàn về chuyện của cái ông một y đó, là chuyện này là sao? Thì Đức Phật ngài mới kể lại này các tỳ kheo, nếu như ông một y tiểu y đó mà có thể cúng dường đến ta trong canh đầu thì ông ta được tất cả mọi thứ là 16 cái, mà nếu ông ta có thể cúng dường cho ta mà đến canh giữa thì sẽ có tất cả mọi thứ 8, vì ông ta trì hoãn cho đến canh chót, ông ta cúng dường cho nên mọi thứ nào cũng có 4. Bởi vậy trong cái việc tạo thiện nghiệp, hãy tâm khởi lên muốn làm lúc nào thì hãy làm ngay lúc ấy, không có được trì quẩn. Làm lành mà chậm trễ thì quả phước phát sinh cũng chậm trễ. Do đó khi vừa khởi tâm muốn tạo thiện nghiệp thì phải làm ngay lập tức, đừng có hẹn lần, hẹn hồi. Và Đức Phật ngài nói, hãy gấp rút làm việc lành, chớ để tâm nó tội ác. Hãy biến nhát làm việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút ấy. Và Đức Phật ngài đã giải thuyết đọc lên cái câu kệ mà chúng ta vừa được thích nghĩa, hãy gấp rút làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm điều lành, ý ưa thích việc ác. Và kính thưa quý vị, sau khi mà được nghe như vậy thì các tỳ kheo sau khi thời pháp có nhiều người đã chứng quả dự lưu. Ở đây chúng ta thấy một điều rất là đặc biệt, cái trong mà câu nãy quý vị thấy ở trong chú giải dạy đó, gọi là Aphitare Thá, có nghĩa hay gấp rút, hay cấp tốc làm những cái điều lành. Bởi vì đối với cái người cư sĩ tại gia đó, khi khởi tâm lên đó, ta sẽ làm điều lành, chẳng hạn như rút thẻ đặt bát thì phải hối hả làm trước, kẻo hết thẻ thì không còn dịp khác để đặt bát cúng dường. Đối với bậc xuất gia, người có phận sự phải làm như là phục vụ thầy tế độ chẳng hạn, hay là xin được dịp nào khác cũng rút dành phần về mình. Hay hoặc là cái chữ mà ba chít tăng, có tất ác, tất cả việc ác từ thân khẩu ý, nhất là thân ác hạnh. Khi tâm bất thiện khởi lên muốn tạo thì ác nghiệp do cửa nào thì phải ngăn chặn ngay cái cửa ấy. Ở đây cái tâm ác nó khởi lên thì chúng ta phải ngăn chặn liền, mà nếu chúng ta không ngăn chặn thì cái ý ác này nó sẽ tạo cái quả đau khổ. Và cái chữ đanh thăng hiroto, người nào mà cứ đứng đo, người nào mà trong cái việc bố thí, trong cái việc cúng dường nhưng không biết mình có làm được hay không, rồi trì hoãn làm cái việc phước thì cũng giống như để chi giờ như có con đường, trên con đường đó nó lầy lội, nó giống như như cái ông một áo đó cứ chần chừ như vậy.
Mà nếu như chúng ta làm bằng cái tâm thỏa thích việc lành, thì nhờ đó chúng ta tránh xa cái việc ác và không sanh vào cái sự đau khổ. Qua cái câu chuyện này dạy cho ta, phải nói rằng, kính thưa quý vị, chúng ta thật sự là phước báo, thật sự là tốt đẹp, thật sự được nhiều thiện duyên, thuận duyên, rồi chúng ta mới làm được cái việc lành. Chúng ta nhớ như vậy nhé. Mà khi mà chúng ta làm một cái việc lành mà chúng ta không có biết trân quý, bởi vì đối với cái người hiểu biết Phật Pháp á, mỗi ngày người ta luôn luôn tạo cái công đức cho mình và cho người. Tạo công đức cho mình là mỗi ngày một công đức, bằng cách tức là các công đức như là bố thí, trì giới, tu tiến. Mà rất là hay, thường chúng tôi đã nhắc hoài, đối với cái người quốc giáo đó, hàng ngày sau khi ngủ dậy xong, họ vệ sinh xong, rửa mặt, rửa tay xong, bắt đầu lên xong thắp hương lễ Phật, trước nhất là chúng ta xưng tán và chúng ta niệm ân đức Phật, đó chính là niệm Phật. Sau đó vị ấy có thể tỉnh tọa bằng cách ngồi thiền niệm Phật, bằng thiền chỉ hay là thiền quán. Và sau đó họ thọ quy giới tại chỗ, và mã văn phan tê vi sung vi sung rakhanatha ya hang phan tê vi sung vi sung rakhanatha ya tisarane na saha attha da ban ya sila ni ya cha mi. Tôi xin thọ trì tam quy ngũ giới. Rồi bắt đầu họ đọc bút thăng tham mang ba na ti ba ta, bút thăng tham mang đúc tứ dâm vi tất tứ dâm ba na ti ba ta a đên na đa na, rồi cam mê su mi cha cha ra mu sa wa da, rồi rồi cha ta rù, rồi sura mê ra yam cha pa ma đất tha na, rồi quê ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di yam. Thì ở đây tức là cái gì? Tức là họ nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không gian dâm, không nói dối, không uống rượu. Chỉ như thế thôi, kính thưa quý vị. Là họ đã thành tựu được cái gì? Trước nhất là họ được cái công đức là thọ giới. Cái tâm của họ có cái sự định chỉ bằng những phút giây, 5 phút, 10 phút, nửa tiếng hồ gì đó. Và cuối cùng họ đi xuống, họ đặt bát cúng dường cho chư Tăng. Đó, tức là tam phước họ làm. Tức là làm cái việc phước bằng cách tức là thọ trì, tức là được có được bố thí, có được trì giới, tức là thu phước đức và ngồi xuống để quán niệm về hơi thở, hay quán niệm về vô thường của não, vô ngã, quán niệm về sự chết, vân vân. Thì họ tu tập về cái thiền quán rất là tuyệt vời. Tam phước, phước đức, phước vật, phước đức, phước trí họ làm. Họ làm ngay. Và với cái người dân xứ của Miến Điện á, một miếng của họ, họ làm được một, thí dụ một ngày nó họ làm được 10 đồng, thì 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng để sinh sống nuôi dưỡng cho các con, các cháu. 2 đồng đó để còn lại để dành hay hoặc là giúp đỡ những người thân thuộc. Và 3 đồng đó là cúng dường. Họ chia 3 phần như vậy. Tức là mỗi ngày họ có công đức bằng cách cúng dường. Mà họ nghèo lắm, nhưng điều mà từng muỗng cơm, từng manh áo, lá y để phụng sự, để cúng dường tam bảo, thì đó chính là một việc lành. Và tất cả chúng ta cũng vậy. Dù chúng ta là xuất gia hay tại gia, nếu như chúng ta không có tạo cái công đức phước lành thì nó rất là khổ đau. Mà cái tâm, kính thưa quý vị, cái tâm của con người nó hay có hai cái tâm rất là xấu, đó là ganh tị và bỏng sẻn. Ganh tị với người, muốn so đo, muốn hơn người. Và cái điều thứ hai nữa là mình không bao giờ mình biết muốn dứt bỏ cái tâm mình bỏng sẻn, keo kiệt. Mình muốn cho mình tăng trưởng không à. Mà cái câu này đây chính là cái câu mà khi mà thuyết giảng các sư thường đọc đó, tích người manh cố cha thân, cúng dường đức Phật quả sanh nhãn tiền. Tích người mà coi như là tâm cao khổ thơ đó. Tích người manh khố che thân, cúng dường đức Phật quả sanh nhãn tiền. Bị cái hoàn cảnh như vậy, tâm thì cũng chần chừ, còn có chút xíu này thì thôi cuối cùng dứt bỏ. Nếu mà ông ta làm ở canh đầu thì nó nhiều phước báo vô cùng. Làm ở canh giữa thì cũng còn nhiều, nhưng làm canh cuối cùng thì ta cũng được bốn vật bốn món
À, thì muốn nói như vậy, nói cái gì? Cái câu chuyện này nó thể hiện một tinh thần để cho tất cả chúng ta thấy được cái việc làm lành, thấy được cái làm việc thiện, để làm cái việc làm cái việc phước rất là quan trọng. Rất là quan trọng cho cái việc tiến tu, cho cái việc làm phước của mọi người. Rồi cũng vậy, bởi vì kính thưa quý vị, cái tâm của chúng ta nó dễ dàng. Thì một con người có một cái tài sản như thế, ngược lại bây giờ chúng ta có một tài sản, chúng tôi ví dụ đi, bây giờ chúng ta có một trăm hay một triệu, bất cứ tiền mệnh giá nào mà nó được được tốt, được lớn, mà chúng ta có dám làm không? Không dễ dàng. Bởi vì điều thứ nhất á, cái điều này cũng là một điều khó rồi, chứ đừng nói chi chúng ta có cái tâm mà cúng dường, có cái tâm ban bố, có cái tâm dứt bỏ, là cái vật nhỏ kìa. Chẳng hạn giờ chúng ta có ngàn mà chúng ta làm một, cũng là khó. Có một ngàn mà làm một đồng cũng là khó. Có một ngàn mà làm hai đồng, cho tới cả trăm đồng, ba trăm đồng, bốn trăm đồng, vân vân, cũng đã là khó. Và thật sự là khó. Có một mà chúng ta làm hết, cái đó nó khó lắm. Cái đó cái tâm mà dứt bỏ, cái tâm mà buông bỏ, cái tâm mà xả ly á, không phải là một chuyện đơn giản. Từ cái tâm bổn sẻn đó, cái tâm mình nó lo sợ, nó lo sợ cho mình không biết mai sau nó như thế nào, rồi người thân của ta, vợ con ta sẽ như thế này thế kia, thì nó có nhiều điều từ cái bổn sẻn này đưa đến cái chấp thủ, đưa đến cái sự lo sợ như thế, thì chúng ta sẽ không làm cái việc gì. Mà nói điều lạ một cái, nếu như chúng ta vừa cái tâm bổn sẻn mà chúng ta không chiến thắng á, khi mà chúng ta mà nó đã thắng ta rồi đó, thì bắt đầu bao nhiêu chuyện là chúng ta suy, chúng ta tính ở đời này, nó đòi hỏi cái tâm dứt khoát, cái tâm chiến đấu rất là quan trọng. Bởi vì các mà Lâm Môn Mục Y nè, ông nói đó, ta chiến thắng ta, tức là ông biết được ta chiến thắng cái lòng mà bổn sẻn đó, ta đã chiến thắng. Cũng như có tích nhiều vị tỳ kheo đó, khi mà tu tập á, mà tự mình đối diện với chính mình, mà chiến thắng cái lòng ái dục của mình, chiến thắng cái phiền não của mình, các vị đó cũng đã nói lên, ta đã chiến thắng. Thì nghe thì cái khách quan, các thầy tỳ kheo khác mới không hiểu, mới hỏi Phật, thì Phật nói rằng vì ấy đã có một tinh thần tự tâm tu tập, đã chiến thắng tự mình, thì đó là chiến thắng oanh liệt. Cũng có tích truyện như vậy đó, dẫu thắng vạn quân ma ở chiến trường, không bằng tự chiến thắng mình. Người chiến thắng mình mới là chiến thắng oanh liệt. Thì ở đây muốn nói cho một quý vị biết, cái gia tài của hai bà la môn nhất y này chỉ có một cái y thôi, mà ông ta chiến thắng được như là một tài sản lớn lao của ông ta. Mình nó nhiều áo, nhiều quần, nhiều y, nhiều này nọ, chúng ta tự cho rằng như vậy thì cái đó nó có nhầm nhò gì. Nhưng nếu giả sử như chúng ta không có, bây giờ quý vị có ai mà dám nói bây giờ tôi dám làm hết đó, bây giờ tôi đem hết tất cả tài khoản, tôi đem hết các cái lương bổng hay hoặc là cái tiền trợ cấp của ngân hàng, của nhà nước, của chính phủ, tôi ra tôi ban bố, tôi ra tôi cúng dường, tôi ra tôi làm phước hết, tôi không sợ. Nếu người nào mà được như vậy đó thì người đó mới là ghê gớm. Thì ở đây mục đích Đức Phật nói dám có cái tâm mà buông xả như vậy, chứ còn ở đây chúng ta thấy chết rồi buông như vậy, ai mà cứu cho mình, ai lo cho mình, thôi tự mình lo cho mình, đó coi như là độc lập tự lo, nó sẽ là cái hạnh phúc cho mình, chứ không ai lo cho mình bằng chính mình. Rồi mà đêm mình sẽ có trăm muôn ngàn chuyện để mà mình duy lý, có sự suy nghĩ, thì đó là cái tâm đó đó. Chính Đức Phật nói cái tâm phóng dật, cái tâm ác đó, nó khởi lên, cái tâm phóng dật, cái ý cái tham ác đó, nó khởi lên. Còn không nữa thì cũng là cái sự sợ hãi, là cái sự sân, cái lòng sân nó khởi lên, cái sự lo âu cũng là lòng sân khởi lên, chứ không dễ dàng đâu quý vị. Bởi vì nếu như ở trong cuộc này cái nghiệp thiện nghiệp ác mà do ý nghiệp nó dẫn đầu, nó nhanh lắm, nó lẹ lắm. Chỉ một chút xíu chúng ta có thể phát tâm, chỉ một chút xíu chúng ta thay đổi liền, nó thay đổi một cách dù dù.
có một số người còn tùy hứng nữa kìa. Nhiều khi tùy hứng quá, cao hứng quá, nói cho nó dữ. Mà chúng ta nhớ rằng khi chúng ta đã phát tâm thì chúng ta làm. Chứ chúng ta đừng có hứa đối với Tam Bảo. Nó hứa với Tam Bảo và chúng ta không làm thì sẽ như chúng ta mắc nợ. Cái đó là thành thật á. Phải có được thì chúng ta biết làm. Mà bởi vì chúng tôi thường nói một cái câu mà xem ra nếu cái câu đó đó mới làm đặc biệt. Có phước mới được làm phước. Người làm phước mới có phước. Nó có nghịch lý không quý vị? Cái câu sau thì hợp lý. Làm phước thì phước. Ngay có phước mới được làm phước. Mà nó cũng hợp lý đó nhé. Người không có phước không thể làm phước được. Họ có tiền của đó. Họ đang có phước đó. Nhưng khi mà họ làm được cái việc phước, thì họ mới có phước. Bởi vì không dễ dàng tạo có được những cái thiện duyên, có được cái điều kiện mà để chúng ta làm. Kiếp này sanh làm người có chút xíu, chúng ta gọi là có của ăn của để, thì chúng ta có phước. Và chúng ta có phước hơn nữa, đó là có cái điều kiện, có cái điều kiện thuận cho chúng ta làm. Chứ không phải bằng cái tâm, tôi muốn lắm nhưng mà do lực bất tòng tâm. Lực bất tòng tâm cho nên tôi không có làm được. Vì vậy cho nên tôi cũng phải lo nhiều chuyện này chuyện kia. Hay chúng ta khởi lên là chết, là biết con người chúng ta có phước. Bởi vì tâm của chúng ta quá nhiều cái sự suy tư trong đo chắc đếm, là cái tâm bổn sẻn khởi lên liền. Mà ở đây mình có cái phước thì mình ở, chúng tôi thường nói như vậy, có phước mới được làm phước và làm phước mới có phước. Bởi chính vì sao như vậy, chúng ta đừng có ăn xài một cách quá đáng. Bởi vì một điều rất là căn bản trong cuộc đời này, không dễ dàng chúng ta gặp được cái dịp, cái nơi đâu. Nhiều khi chúng ta thấy cái sự vận động, cái sự kêu gọi, thì chúng ta nhớ chúng ta có thể làm được. Không ít thì nhiều, chúng ta cứ cố gắng chúng ta làm. Chứ đừng trôi qua cái việc trước. Đây là một. Cái thứ hai nữa, cái câu nói này nè. Nếu người đã làm điều thiện, hãy tiếp tục làm thêm. Người tích thiện, trữ thiện chắc chắn sẽ được cái quả tốt. Bây giờ quý vị thấy có một cái đồ gì nó đẹp, nó tốt. Chúng ta được cái chúng ta muốn cái nữa. Thì đơn giản, chúng ta làm phước tiếp tục nữa. Nó đấu tranh với cái tâm của chính mình. Mà nó cũng là thử sức của mình để chúng ta làm. Có một điều, có phước mới giữ được. Mới giữ được tiền của tài sản. Còn không có phước không thể giữ được tiền của tài sản. Dẫu cho anh có muốn hay cách mấy cũng vậy. Rồi thì cũng không chuyện này cũng chuyện kia. Nó đánh nó tan nó mất hết. Chúng ta nhớ như vậy. Có phước mới giữ phước. Cái phước á, nó là một cái tài sản vô hình. Mà không người khác có thể cướp đoạt được. Mà không có lửa cháy. Coi như là trong cái bài kinh Quân Tập Công Đức á. Khi mà tạo phước đức á, thì không có bị mất. Bởi vì không ai có thể cướp giật được, dầu cho vua chúa quan quyền, dầu cho cướp giật gì đó, họ không thể lấy được. Mà nếu như chúng ta, Đức Phật đã nói rằng bố thí vật vừa lòng thì được hàng được vật vừa lòng. Bố thí vật quý trọng thì được vật quý trọng. Bố thí vật đẹp hàng được vật. Người thí chỗ quý trọng hàng đi đến những nơi quý trọng. Người thí vật quý được vật quý. Người thí vật đẹp được vật đẹp. Đó là sự mà gọi là nhân quả, hổ tương tương ưng là như thế. Cho người ta cái đồ cũ, mình cho người ta cái đồ dở thì mình cũng bị dính cái đồ dở. Ăn cái đồ thừa, mặc cái đồ cũ. Ngoại trừ chúng ta ăn cái đồ thừa mà chúng ta cho người khác cái đồ mới, chúng ta mặc đồ cũ mà chúng ta cho người ta cái đồ mới, cái đó là cái tâm nó khác nữa. Mình có thể mua nhưng không mua, thôi để mình mặc cũ cho người ta mặc mới. Nó có nhiều ở đời này, nó cũng khắp cùng và cả thải lắm, kính thưa quý vị. Cho nên hôm nay chúng ta nói về một cái câu kinh, nó cũng là cái thuận duyên tất cả chúng ta. Chẳng lẽ
quý vị được, không có thể cúng được cái bánh cục cục kẹo, một cái khăn, một cái bánh, một cái lá y nhỏ à, hay một miếng bánh, một cái, chúng tôi thường thường nói cái bánh cái kẹo, cái kẹo sao, chẳng lẽ là khổ như vậy à? Khổ có bằng hai ông bà la môn này không, hai ông vợ chồng bà la môn này được có một cái y đó, một cái áo, một cái quần đó, đó đó, chúng ta tạm gọi như vậy đó, người ta còn dám. Dạ, thì qua đó để thử lòng của người đệ tử có thật sự dứt bỏ được không, mà nếu dứt bỏ được thì mới được cái quả lớn được, mà cái đó chính là một tài sản của chính họ. Cho nên nhiều khi chúng ta có nhiều cái điều kiện chúng ta có thể có được, mà những điều mà do chúng ta cứ lo sợ, do chúng ta cứ chông đo chắc đếm, suy nghĩ thế này thế kia, và tất cả chúng ta sẽ không bao giờ thành tựu được. Bởi vậy cho nên hãy năng làm các việc lành là như thế, để là cái gì, để chúng ta biết trân quý, ta biết có được nhiều cái sự tốt đẹp ở đời này cũng như ở kiếp đây sinh. Và thì xin có đưa điều trình bày qua cái kinh Pháp Cú số 116 là như vậy. Bây giờ đây xin chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây. Trước khi dứt lời, kính dâng Phật phước lành đến Đức Trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm, chùa Bổ Đức, các vị chân linh, giác linh, ký linh, tất cả chúng sinh hữu hình vô hình ở tại hai chùa cũng như ở nhà của tất cả quý vị cũng vậy. Và nguyện cho các bậc thầy tổ, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng tôi, quý vị luôn luôn được có nhiều phước lành để được an vui, được tấn hóa trong Phật pháp, và mong cho tất cả chúng ta luôn luôn biết trân quý cái việc lành việc phước, để tất cả chúng ta tạo nhiều cái phước lạc ở hôm nay và cho nhiều cái hành trang tốt đẹp phước báo ở mai sau. Và kính chúc quý vị vô lượng an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, sa thu lành thầy, thay mặt đại chúng cháu rung, con thì được thành kính tri ân trường tòa thể quyền đất từ bi hoan hỷ quang lâm đạo tràng để thuyết giảng ý nghĩa và duyên sự bài kinh Pháp Cú số 116 đến hàng Phật tử chúng con đã học hiểu và hành theo chưa được sở ích, cũng như kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đất từ bi hoan hỷ quang lâm đạo tràng để thuyết giảng từ vựng bài kinh Pháp Cú 116 ngày hôm nay. Dạ, thay mặt đại chúng một lần nữa, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Vinh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ chúc phúc cho rum sau khi nghe pháp. Nam mô Bụt Tha Gia, và con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh. Amato sappamanga lang rakhanto sappe devata sappabhuta nupavana sada sathe bhavantu te. Amato sappamanga lang rakhanto sappe devata sappanhamma nupavana sada sathe bhavantu te. Bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha nupavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương vang có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính hành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lần thay, và thay mặt để chúng con xin thực hành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đồng sau thời pháp. Avatthana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch về ba ngôi tam bảo để Avatthana chúng ta hồi hướng phước báu mà chúng ta mới tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới, kệ kinh và tiếng pháp. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Ya te va da san ti vi ha ra wa si ni tu pe kha re po thi kha re ta hing ta hing ta tham ma tha ne na pha wan tu pu chi ta so ting ka run te ta vi ha ra man da le te ra cha ma cha na va ka cha pi kha wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka kha ma cha de sa ni kha ma cha i sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la pu cha ye pi cha n da sam pa wa sang se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tha ma wa rang pa ti cha te sa pe pi tu kha sa ka ron tu sang kha yam
tha tu chi rang sa tang tham mô tham ma tha ra cha phu kha la sang kho ho tu sa ma kho va a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra kha tu sa tham mô sa phê bi tha ma cha ri no phu thiên sa mpa phu na ya ma tham Maria Pavedite. Chúng con thành tâm hồi hướng phước thiện thanh cao này đến những ân nhân đã quá vãng, như tổ tiên, thầy tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, bè bạn từ hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Xin quý vị hoan hỷ thọ hưởng thanh cao này của chúng con, đồng nhau cả thấy cầu mong quý vị giải thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Chúng con cũng thành tâm chia phần phước thiện thanh cao này đến những ân nhân còn sống, như ông bà, cha mẹ, thầy tổ, anh chị, em, con cháu, bà con, thân bằng, quyến thuộc, bè bạn. Mong quý vị hoan hỷ thọ hưởng phần phước thiện thanh cao này của con đồng nhau cả thấy. Cầu mong quý vị thân tâm thử được an lạc, tiến hóa trong mọi thiện pháp. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam-mô Phut-tha-ya, Nam-mô Tham-ma-ya, Nam-mô Sang-kha-ya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp trong room pháp booking sẽ khép lại chạy giây phút tới. Kính cung thỉnh cho tôn đức tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu, ngày mai vào lúc 17:30 Việt Nam chúng ta trở lại đạo tràng pháp Phú Kinh để sinh hoạt như thường lệ, hào mong được sự an vui và sự tiến hóa. Nam mô Phật Thayá, Nam mô Tham Ma Yá, Nam mô Sáng Khayá. Kính chào tạm biệt và con xin được đóng room.